Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 sau khi xuất sắc đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong trận chung kết. Đây là lần thứ hai trong năm 2019 các cô gái của chúng ta đánh bại Thái Lan trong một trận chung kết và cũng là lần thứ hai niềm tự hào của Bà Rịa Vũng Tàu, tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu vinh dự góp mặt trong chiến tích tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Cách đây 4 tháng, vào ngày 27 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc hạ đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 ngay tại Bangkok, Thái Lan để vô địch Đông Nam Á. Ở giải đấu đó, trong trận chung kết đó, cô gái sinh năm 1991 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Trần Nguyễn Bảo Châu đóng vai trò dự bị chiến lược cho các đồng đội. 4 tháng sau, trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tối ngày 7 tháng 12 trên sân vận động Rayan Memorial, Philippines, cũng trước đối thủ Thái Lan, Trần Nguyễn Bảo Châu được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng tung vào sân thay thế cho tiền đạo đội trưởng Quỳnh Như trong hiệp phụ thứ hai. Dù chỉ góp mặt khoảng 10 phút ngắn ngủi trên sân, song đó là những phút giây lịch sử với cô gái đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Sở dĩ là lịch sử bởi vì trong suốt 13 năm nỗ lực theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, đây là lần đầu tiên Bảo Châu được tham dự SEA Games. Đặc biệt trong lần đầu tiên ấy, Bảo Châu được tung vào sân và đã thi đấu máu lửa, nhiệt huyết cùng các đồng đội bảo vệ thành công tỷ số 1-0 trước Thái Lan. Qua đó giúp bóng đá nữ Việt Nam có lần thứ 6 đăng quang tại đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á, chính thức vượt mặt đại kình địch Thái Lan với chỉ 5 lần. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên em được tham dự một kỳ SEA Games. Khi được vào sân thi đấu thì em chỉ biết nỗ lực hết sức mình để cùng đồng đội bảo vệ chiến thắng để giành huy chương vàng dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam đã luôn ủng hộ và theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam. Thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Còn với gia đình Trần Nguyễn Bảo Châu tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào về cô con gái càng nhân lên gấp bội. Gia đình tôi thì cảm thấy khi xem truyền hình TV, TV6, con nó gọi về: "Ba ơi, hôm nay con có đá banh chung kết với Thái Lan." Mà khi mà đá với Thái Lan mà thắng được một quả, cảm thấy sung sướng và tự hào. Mình ít nhất cũng có được người con cống hiến cho đất nước một phần nhỏ. Theo đuổi giấc mơ bóng đá từ năm 15 tuổi, Trần Nguyễn Bảo Châu đã trải qua vô vàn khó khăn, nhất là phải thuyết phục gia đình ủng hộ niềm đam mê của mình. Và để đấng sinh thành an tâm, đồng thời nuôi dưỡng cơ hội chơi bóng, Bảo Châu đã thi đậu vào trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành sư phạm vào năm 2010. Từ đó, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng đá nữ thành phố mang tên Bác trở thành cô sinh viên vừa học vừa đá bóng. Và hiện Bảo Châu nằm trong số ít vận động viên bóng đá nữ của đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa đá bóng vừa có bằng cử nhân đại học. Cô nói với cháu rằng là bây giờ con, khi mà con đá bóng chỉ một thời gian nào con có sức khỏe thôi, còn khi mà con không có sức khỏe thì con phải về, mà cái kiến thức là cái mà để mà nuôi thân con, chỉ bản thân con thôi, mà con không đi học thì làm sao mà con nuôi bản thân con về già sau này được. Cho nên là cháu vẫn, khi mà bảo lưu một năm, cháu quay lại đi học sinh viên và cháu đã đậu Đại học Thể dục Thể thao. Sau 13 năm theo đuổi giấc mơ sân cỏ, Trần Nguyễn Bảo Châu đã hai lần đăng quang giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, một lần lên ngôi hậu Đông Nam Á, một lần huy chương vàng SEA Games. Bảo Châu dự định sau kỳ SEA Games 30 này, cô sẽ trở về quê hương để mở lớp dạy bóng đá trẻ cộng đồng nhằm phát hiện và đào tạo nhân tài cho Bà Rịa Vũng Tàu trong lĩnh vực bóng đá. Cũng liên quan đến bộ môn bóng đá, vào 19 giờ tối nay sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định treo thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận đấu cuối cùng này. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn cho các tuyển thủ, qua đó để môn bóng đá nam thực hiện giấc mơ đổi màu huy chương SEA Games đã chờ đợi gần 60 năm qua. Bên cạnh giải thưởng 1 tỷ đồng ủng hộ đội tuyển bóng đá nam nếu vô địch SEA Games lần thứ 30, tập đoàn Hưng Thịnh còn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 30 triệu đồng một huy chương vàng cho các vận động viên của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tranh tài tại SEA Games lần này. Để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết tối nay,
hơn 60 nhân viên kinh doanh xuất sắc của tập đoàn Hưng Thịnh đã được tài trợ để sang Philippines xem trực tiếp trận đấu. Mang theo cờ đỏ sao vàng và những băng rôn khẩu hiệu hết sức hùng hồn nhuộm đỏ cả sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng hôm nay, đoàn Hưng Thịnh đang hòa cùng hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước, thắp lên một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Trước đó, để chúc mừng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước tuyển Thái Lan và giành huy chương vàng ở SEA Games 30, tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng 1 tỷ đồng cho tuyển nữ như cam kết trước trận đấu. Trước đó, tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết đồng hành và hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc tạo điều kiện ổn định và phát triển bóng đá, chi trả các chi phí hoạt động huấn luyện viên trưởng và các chuyên gia trong thời gian 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Từ năm 2018 đến nay, Hưng Thịnh đã thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng như đã hỗ trợ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam hàng chục tỷ đồng.